Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Tendria, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ ấn vào nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Bây giờ chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án IROP có tên là Bigaster, một dự án IROP đến từ nền tảng KuCoin. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn đăng ký một tài khoản trên nền tảng KuCoin. Các bạn nên KC xác minh linh tính vì sẽ có rất nhiều các dự án IROP mà kênh chúng ta sẽ chia sẻ đến từ nền tảng KuCoin này. Chúng ta sẽ sang nhiệm vụ, chúng ta sau khi đã có tài khoản rồi thì chúng ta sang link tiếp theo. Các bạn đăng nhập tài khoản Twitter Google. Mình phổ biến luôn về dự án này cho anh em nhé. Dự án này sẽ có hai phần thưởng, phần thưởng thứ nhất là phần thưởng top mình không nói đến. Nhưng ta quan tâm đến phần thưởng đó là phần thưởng dành cho những người dùng khác thì ở đây các bạn thấy là sẽ có 900 9.900 người may mắn sẽ chia sẻ bao tài thưởng là 14.850 token MLS nhé. Ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter của dự án này. Ở đây mình đã follow từ trước rồi. Sẽ nhiệm vụ này. Follow kênh KuCoin, ở đây mình cũng đã follow rồi, mình chỉ mở lại cho anh em biết là ta có nhiệm vụ ta làm thôi. Tiếp tục là chúng ta sẽ được join vào các kênh Telegram. Thứ nhất là kênh của dự án Picastia. Rồi, sau đó chúng ta xác nhận nhiệm vụ này. Join vào kênh Telegram của KuCoin. Ở đây thì mình sẽ nút join nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nút con tin này. Ok, trở lại đây thì chúng ta được điền các cái phần thông tin. Chúng ta rời khỏi đây với cái Picaster. Ở đây mình sẽ mở cái này ra để check cái phần UID của Picaster. Mở website. Rồi, đăng ký với số điện thoại hoặc email. Chờ tí anh em nhé. Đang vào trang này. Đẹp đấy chứ, đúng không ạ? Ta mở vào web game này. Ta chọn play này. Cái này khả năng là cần phải download anh em ạ. Maker Palette à, ta sẽ vào Maker Palette này. Rồi tiếp theo, sau khi vào Maker Palette, chúng ta sẽ vào login để đăng nhập. Login. Điền email, tạo mật khẩu và chúng ta ghi ấn login. Đây chúng ta vào phần Create New Account này. Điền email ở đây này. Sau đó thì chúng ta ấn vào Click to Verify. Đây mình sẽ điền cho anh em xem đi. Click to Perry này. Rồi, bây giờ sẽ có một mail code gửi về cho chúng ta. Thì em là mail gửi trong một thứ quảng cáo nhé. Ok. Ta điền code vào đây, tạo mật khẩu đây. Mình xác nhận mật khẩu này. Mật khẩu không một ký tự đặc biệt anh em lưu ý nhé. Ta vào phần career này. Hình như là mất mạng rồi. Ở địa chỉ email đã tồn tại. Ok. Được, tôi để mình đăng nhập. Captcha nó hơi khoai đấy anh em nhé. Nhấp vào hoán đổi mục để xếp ba hình giống nhau. Rồi, phát này chắc được rồi. Internet bị gián đoạn. Nó hay bị lỗi này nó anh em ạ. Rồi, giờ này vào chưa nhỉ?
Củ khoai khó thế. Mục này thì chắc anh em điền sau nhé. Ở đây nó có một cái phần hướng dẫn nữa này anh em này. Đây này, ở đây nó sẽ có phần user ID các bạn vào đây nhé. Rồi, các bạn nhìn thấy ấn vào hình người góc trên này, sau đó ấn vào account ra user ID này, ta copy user ID ta paste vào. Bây giờ mình sẽ paste địa chỉ UID KuCoin đã. UID KuCoin thì rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta có thể ấn góc phía trên này, copy phần UID này. Đây, cái UID của chúng ta đây. Chờ ở đây thì chúng ta paste phần UID KuCoin đây, nút con tin này. Chờ lâu quá nên là cần phải tương lát lại trang này mới được. Đây, paste UID vào đây, chúng ta con tin là xong nhé. Được chưa? Còn cái phần UID của Pika Starter, anh em cố gắng anh em tự điền vào phần đấy nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào các bạn video tiếp theo.